Thưa quý vị, yếu sinh lý là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều nam giới. Hiện nay, việc tìm mua các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý ở nam giới trên thị trường là không khó. Chính vì sự đa dạng này, một phần đang làm cho người tiêu dùng hoang mang trong việc lựa chọn đâu thực sự là một sản phẩm hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cái tình trạng mà yếu sinh lý của nam giới hiện nay, cả nam cả nữ, như ở những cái phòng khám của chúng tôi bây giờ thì tôi thấy là lượng bệnh nhân đến là khá đông, và chính chúng tôi cũng giật mình. Cái tình trạng này tôi nghĩ là nó do một cái áp lực công việc, một cái áp lực của cuộc sống, và cái hai nữa là cái lạm dụng, cái thái quá của cái giới trẻ. Thế nên cái tỷ lệ này theo tôi nhận định của phòng khám của tôi thì nó tương đối cao, nó rơi vào tầm 40-50%. Nói chung là nhắc đến cái chuyện nhạy cảm đó thì thực sự tôi cũng rất khó nói. Có thể nói là nhiều khi mình cũng thấy buồn, và đặc biệt là khi thấy bà xã mình buồn thì đó là cái điều mình phải suy nghĩ nhiều nhất. Sau khi tham khảo rất nhiều loại thuốc và rất nhiều lời tư vấn của mọi người thì mình đã tìm đến được một cái sản phẩm mà mình thấy rằng rất là ưng ý, không phải là bản thân mình nữa mà ngay bà xã mình cũng cảm thấy rất là vui. Được biết tới là sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới với những thành phần đặc biệt như tinh chất nhân sâm, bà kích hay đồng trùng, mãnh lực khang được nhiều nam giới tin dùng vì mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện sức khỏe, khắc phục tình trạng yếu sinh lý. Sản phẩm được cấp phép lưu hành của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Sản phẩm mãnh lực khang về cái gọi là điểm mạnh nhất thì tôi nghĩ rằng nó là cái an toàn, cái mức độ an toàn, tại vì là cái nguyên liệu cấu thành sản phẩm này thì 100% là đến từ thiên nhiên. Chính vì vậy nên là nó không hề có cái tác dụng phụ cho người sử dụng. Khi chúng tôi nghiên cứu và tạo ra cái sản phẩm này để nhằm đem đến cái sản phẩm cho người tiêu dùng thì chúng tôi cũng biết được rằng đây là một vấn đề rất là khá là tế nhị cho đấng mày râu. Đối với những người mà đang có cái vấn đề về sinh lý thì sản phẩm sẽ hỗ trợ điều trị cho cái vấn đề của anh chị được giải quyết một cách nhanh chóng nhất và giúp cho anh chị có một cái cuộc sống gia đình viên mãn trọn vẹn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.